Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách deploy cái project Spring Boot của mình lên Heroku nhé. Thì đầu tiên mọi người tạo cái tài khoản Heroku trước này. Mình điền các thông tin. Cái email này thì mình nghĩ là nếu mà các bạn đang là sinh viên thì nên điền cái email của trường mình vào nhé. Ok. Chọn ngôn ngữ này. Login. Mình thì đã tạo rồi. Mình sẽ đăng nhập vào. Bây giờ mình sẽ tạo một cái app mới này, new app. Mình vào đây mình tạo new app này, create new app này. Mình sẽ tạo một cái app tên là demo deploy. Ok, được này. Mình sẽ create app. Ok, đây là mình đã tạo app ở trên Heroku rồi nhá. Mình thử mở Open App này. Nó sẽ chưa có gì cả. Đó, nó chưa có gì cả. Thì khi mình mà muốn deploy cái project Spring Boot của mình ấy, thì mình có thể sử dụng Heroku CLI hoặc là kết nối về GitHub nhé. Thì mình sẽ sử dụng Heroku này, Heroku CLI mình tải với cái phiên bản phù hợp với máy của mình. Ok. Rồi nhá. Khi mà mình tải về rồi ấy thì mình tạo một cái project này. New project nhé. Demo deploy. Heroku nó sẽ mặc định là hỗ trợ phiên bản Java 1.8, thì khi mà các bạn cài Java 11 ấy, thì sẽ phải thêm một cái file cấu hình nữa nhé. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Mình đây này. Mình Spring Boot, Spring Web này. Mình sẽ tạo một cái ví dụ, một cái controller này. Annotation là REST controller này. Để có được đỡ suộc này. Run nhé, mình run thử local trước. Ok, chạy thử nhé, local. Ok, bây giờ mình sẽ deploy cái này lên Heroku này nhá, lên cái thằng này. Thì mình sẽ làm như nào? Đây, mình sẽ sử dụng các câu lệnh này khi mà mình tải Heroku CLI rồi. Rồi nhá, mình vào terminal của cái file này luôn nhá, terminal của project này. Mình đánh là Heroku login. Đấy, nó sẽ kết nối với cái thằng Heroku. Nó báo là nhấn cái key bất kỳ để vào cái login bằng browser hoặc quy to exit, thì mình sẽ quy nhá. À đúng rồi. Đúng rồi, mình sẽ phải dùng Heroku login trừ y Heroku à, để vào giao diện và cái đăng nhập trên cái này. Thì nó sẽ yêu cầu là login, thì mình sẽ sử dụng cái tài khoản Heroku mà mình vừa tạo nhé. Mình sẽ điền này, điền mùng hoặc password. Ok, đã login thành công này. Khi mà login thành công ấy thì mình sẽ dùng các câu lệnh này thôi. Mình git init này.
cái câu lệnh này để trỏ đến cái project của mình, thì mình đang sử dụng ở terminal đấy rồi. Thì mình git init này, git init, ok, được, thành công. Copy vào, mình sẽ copy lần lượt vào. Ok. Oh, git add chấm để mình add tất cả các file. Ok. Xong, mình sẽ git commit. Commit thành công. Ok, giờ mình sẽ là git push. Push nó lên. Ok, thành công này. À đấy, mình quên mất. Cái project này mình tạo đang là Java 11, mà cái basic đó thì nó sẽ deploy for này, mà cái hỗ trợ mặc định nó sẽ sử dụng là Java 1.8 đây, nên là khi mà các bạn muốn deploy Java 11 ấy, thì mình sẽ phải thêm một cái file cấu hình này nhá. Đây là system.property, và trong này thì mình sẽ điền gì, trong này mình sẽ là Java Runtime version 11. Còn nếu mà tạo project mà version 15 thì mình sẽ điền thay 11 này thành 15. Ok, mình sẽ cho cái thằng này và cái project mình tạo đây, deploy này. Control V. Ok. Ồ, bây giờ mình sẽ put lại nhá. Vậy này put sai rồi này. Thì mình sẽ put lại. Put lại. Lần nữa nhé. Lúc này mình sẽ thấy là nó sẽ có đây. Vẫn lỗi à? Thử lần nữa xem. Status. Ok. Bây giờ mình sẽ phải add thêm cả cái file này vào nhá. Rồi mình quên mất. Giờ mình phải git add cái thằng này vào đã. No. Git add rồi. Thì mình sẽ git commit này. Git commit. Ok, commit cái file này thành công. Đây. Bây giờ mình mới git put lại. Input giờ thì sẽ được này. Đó, lúc này nó sẽ thấy, mình sẽ thấy là installing JDK 11. Ok, success này. Okay, đã thành công. Cái này thì mình sẽ chỉ deploy nguyên cái pha các cái giao diện chính thôi, còn thao tác với cả cơ sở dữ liệu ấy thì nó sẽ yêu cầu mình tạo một cái build link mà đăng ký bằng thẻ ngân hàng, thẻ Visa. Đó. Ok, lúc này nó đã deploy thành công rồi. Mình open app này, mình sẽ thấy nó báo là đây. Đó. Còn nếu mà các bạn có quan tâm về việc mà deploy có cả cơ sở dữ liệu ấy, thì comment cho mình để mình comment quan tâm để mình làm về video đấy nhé. Cảm ơn mọi người.